Litva, quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết sẵn sàng triển khai lính tới Ukraine để làm nhiệm vụ huấn luyện, bất chấp Nga phản đối ý tưởng này. Trả lời báo chí, Thủ tướng Litva Igrida Simonite cho biết, bà đã được Quốc hội cho phép điều quân tới Ukraine với mục đích huấn luyện, ý tưởng từng được chính phủ Litva đề cập trước đó. Tuy nhiên, bà nói thêm, Ukraine chưa đưa ra đề nghị Litva triển khai quân tới hỗ trợ. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố, Pháp sẵn sàng điều binh tới Ukraine nếu lực lượng Nga xuyên thủng được phòng tuyến của Kiev và Paris được chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu giúp đỡ. Ý tưởng NATO hoặc các nước thành viên đưa quân tại Ukraine từng được cho là điều cấm kỵ, do điều này có thể khiến khối bị kéo vào cuộc xung đột với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Chủ Litva và Pháp, loạt nước NATO trong đó có Mỹ, đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chiến tranh hạt nhân về phương diện quân sự. Ông cũng cảnh báo nếu phương Tây triển khai quân tới Ukraine, Nga sẽ coi đây là hành động can thiệp.